thư của Phaolô gửi cho người Galati chương 1. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em, bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật, chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Vả anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa cách suy xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về sự cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi, xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Damascus. Kế đó, mãng 3 năm, tôi lên thành Jerusalem, đặng làm quen với Sepha, và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng, điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Sao lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Syri và xứ Cilici. Bây giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Chỉ các hội đó có nghe rằng người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời.